Hello, em An xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh An Bất Động Sản Ven Đà Lạt nha. Mọi người thấy cái view đằng sau em An đẹp không ạ? Đó. Hiện tại thì em An đang ở trong Nam Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng quý cô chú anh chị. Và hôm nay thì em An sẽ giới thiệu đến tất cả quý cô chú anh chị một lô đất nằm tại Nam Hà nha. Thì ở vị trí của em An mà chúng ta di chuyển ra đến trung tâm xã thì rất là gần anh chị. Lô đất này thì giá hiện tại cũng khá là mềm, 18 mét mặt tiền, 1045 mét vuông, đất sẵn 100 mét vuông thổ cư. Và từ vị trí của em An đây, chúng ta di chuyển ra đến trục nhựa chính liên xã thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 350 mét thôi anh chị, rất là gần. Và ở vị trí của em An thì view rất là đẹp anh chị nha. Và bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa thì em An sẽ tiến hành quay toàn bộ chi tiết cái lô đất này cho mọi người cùng xem luôn nha. Và đầu tiên thì em An sẽ giới thiệu cái đường vô anh chị nha. Cũng giống như mọi khi thì cái đường vô đất này hoàn toàn bằng bê tông hết anh chị. Bê tông 3,5 mét anh chị nha. Thì từ đây chúng ta di chuyển ra đến trục nhựa chính anh chị này, rất là gần luôn. Để em zoom lên cho mọi người cùng xem cái trục nhựa chính liên xã nha anh chị nha. Chúng ta có thể nhìn thấy trục nhựa chính này. Mấy cái nhà to to đấy anh chị, mấy nhà to to đấy. Đây là cái khu vực trung tâm trường cấp 1, cấp 2 này anh chị này. Trường cấp 1, cấp 2 của xã Nam Hà. Đó. Và đây là cái đường trục chính trục mà đi vô cái lô đất nha anh chị nha. Bê tông 3,5 mét. Thì từ đất mà chúng ta di chuyển ra đến đường nhựa thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 350 mét thôi anh chị, rất là gần trung tâm xã, trạm y tế này. Ở đây thì lô đất này có cái view rất là đẹp anh chị nha. Toàn bộ lô đất thì hướng ra hướng đông nam anh chị. Và đường điện chúng ta có thể nhìn thấy là đường điện hiện hữu. Đây là cái lô đất mẹ màn muốn giới thiệu đến tất cả quý cô chú anh chị này. Hiện tại thì người ta đang không trồng cái gì hết anh chị, nên là cỏ hơi nhiều anh chị nha. Em An cũng không vô trong được. Thì mặt tiền nó rơi vào 18 mét ngang, sâu vô tầm khoảng 60 mét. Và 18 mét ngang, hậu là 18 mét luôn anh chị nha. Rất là đẹp, 1045 mét vuông. Đó, trên đất thì có sầu riêng rất là lớn anh chị. View xung quanh cũng rất là thoáng và đẹp này anh chị này. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy này. Từ đây mà chúng ta di chuyển ra đến trung tâm của thị trấn Nam Ban rơi vào tầm khoảng 5 cây số anh chị nha. 5 cây số. Và từ đây mà chúng ta di chuyển ra đến trung tâm của lên đến trung tâm của thành phố Đà Lạt thì nó chỉ rơi vào loanh quanh tầm khoảng 32 cây. Ra đến sân bay Đức Trọng thì nó cũng rất là gần, tầm khoảng 18-20 cây anh chị. Và ở cái vị trí này mà hơn một sào đất anh chị, hơn một sào đất, mặt tiền cũng khá là rộng. Để cho anh chị có thể làm cái khu vực để mà nghỉ dưỡng anh chị nha. Xung quanh đây thì anh chị cũng thấy rồi, không được nhiều dân cư lắm anh chị, không được nhiều dân cư lắm đâu. Nhưng mà bên ngoài này anh chị có thể nhìn thấy này. Nhà cửa họ san sát hết, cách trục đường nhựa theo đường chim bay rất là gần luôn. Đó. Và cái giá của lô đất này rất là mềm anh chị, chủ nhà đang nhờ em An bán giá rất là mềm. Cái khu vực này, cái lô đất mà em An giới thiệu ngày hôm nay thì đã có sẵn 100 mét vuông thổ cư anh chị nha. 100 mét vuông thổ cư. Thì mọi người hay quan sát YouTube của em An thì chắc cũng biết là cái đất ở khu vực Nam Hà này thì chất đất nó rất là tốt anh chị. Đất đỏ này, mọi người có thể nhìn thấy này. Đất đỏ ba gian anh chị. Bên này nó hơi nhiều cỏ nên em lấy cái ví dụ bên này anh chị nha. Người ta trồng hoa, trồng cỏ rất là nhiều anh chị nha. Người ta trồng hoa cẩm thú cầu anh chị, rất là đẹp. Đó. Chất đất ở vùng Nam Hà mình thì không thể chê vào đâu được rồi anh chị. Anh chị có thể nhìn thấy cỏ nhà người ta, đất nhà người ta trồng hoa, trồng cỏ rất là tốt. Quanh cái khu vực này thì cũng khá là nhiều dự án anh chị nha. Phía xa xa, đằng xa xa chỗ tay em chị, dự án họ phân lô rất là nhiều đó. Chỗ màu vàng vàng anh chị. Đó. Xung quanh đây thì ở dự án này thì có 4-5 lô anh chị. 4-5 lô, mỗi lô nó dao động từ 18 cho đến 2 mấy mét anh chị. Nhưng mà em thấy lô 18 mét thì nó đẹp nhất nên là em quay lô 18 mét cho mọi người cùng xem nha. Và để cho mọi người có cái tầm nhìn bao quát nhất về cái khu vực này thì em An sẽ bay một đoạn flycam. Sau khi kết thúc đoạn flycam thì em An sẽ báo giá cho tất cả quý cô chú anh chị nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của em An sớm để mà theo dõi được những cái video mới nhất. Và đăng ký kênh để mà săn được những lô đất đẹp và rẻ nhất nha anh chị nha.
Và vừa xong thì chắc mọi người cũng xem được cái hình ảnh flycam của em An từ trên cao rồi đúng không ạ? Mọi người cũng định hình được cái vị trí của cái lô đất này rồi đúng không anh chị? Thì nói chung là nếu mà với tầm tài chính tầm khoảng loanh quanh 1 tỷ bên ngoài thị trấn thì chúng ta chỉ mua được đâu đó tầm khoảng 300 đến 400 rưỡi mét vuông thôi anh chị. Nhưng mà ở trong Nam Hà thì chúng ta có thể mua được diện tích rộng hơn nha. Và cái lô đất này thì em đang đánh giá nó khá là cao anh chị. Bởi vì cái mặt tiền nó cũng khá là lớn, 18 mét. Chiều sâu nó cũng vừa phải anh chị, tầm khoảng 60 mét anh chị nha. Và nếu mà anh chị và cô chú mà hay theo dõi hay quan sát cái kênh YouTube của em An á, thì chắc mọi người cũng biết được là những cái lô đất ở trong Nam Hà mà tầm khoảng hơn một sào á, một sào hơn thì nó cũng loanh quanh tầm khoảng 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 anh chị. Nhưng mà cái mặt tiền của nó á, thì nó không được rộng như cái lô đất mà em An đang quay này nha. Thì nói chung là ở Nam Hà một sào đất tầm khoảng 12 đến 15 mét vuông thì nó rơi vào tầm khoảng 1 tỷ 2 anh chị, sẵn thổ cư 100 đến 200 mét vuông thổ cư. Và ngày hôm nay thì em An giới thiệu đến tất cả quý cô chú anh chị một cái lô đất 18 nhân cho 60, 100 mét thổ cư, cách trục đường nhựa rất là gần anh chị nha, cách trung tâm xã rất là gần, cũng nằm ở Nam Hà. Thì chủ nhà đang nhờ em An bán với giá là 1 tỷ 1 cho lô đất này anh chị nha. Giá rất là ngộp và rất là đẹp rồi anh chị. Em thấy ở vị trí này thì chúng ta có thể xây nhà để mà nghỉ dưỡng. Đối với anh chị nào mà thích mặt tiền nó rộng rộng một xíu anh chị nha. Thực chất thì ở đây nó hơi nhiều cỏ một xíu thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta dọn đi anh chị thì chỗ này em nghĩ cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Cực kỳ đẹp. Bây giờ thì em xin nhắc lại thông tin của lô đất này một lần nữa anh chị nha. 18m nhân cho 60, một cạnh là 57m, một cạnh là 64m thì em An cứ tính trung bình là 60m anh chị nha. Từ đây mà chúng ta di chuyển ra đến trung tâm của cái xã Nam Hà nó chỉ rơi vào loanh quanh tầm khoảng 500m thôi anh chị, rất là gần luôn. Và ở vị trí này ấy mà anh chị mà có con cái cấp 1, cấp 2 cho đi học thì cũng rất là gần này anh chị, trường học đây hết rồi này. Đó. Cái lô đất này thì em đánh giá nó khá là cao bởi vì cái mặt tiền nó rất là rộng anh chị. Rất là rộng 18m. Thì chúng ta có thể xây nhà xong rồi chúng ta làm chỗ để xe. Nó sẽ rộng hơn so với những lô đất 10 cho đến 12m anh chị nha. Và em An thấy nó khá là hợp lý. Hiện tại thì gần 11 giờ trưa rồi anh chị. Nhưng mà thời tiết ở cái khu vực Lâm Đồng của bọn em thì lúc nào cũng mát mẻ hết anh chị. Tầm lanh quanh tầm khoảng 25-26 độ C thôi anh chị nha. Và hiện tại thì cái video của em thời lượng cũng khá là dài rồi. Anh chị nào mà có quan tâm, có xem được cái video của em An mà cảm thấy yêu thích cái lô đất này thì có thể liên hệ trực tiếp với em An qua số điện thoại em An để ở dưới phần mô tả, hoặc là inbox Zalo cho em An mọi người nha. Và khi mà anh chị em mà xem được cái video của em An, cảm thấy yêu thích cái kênh thì cho em sẽ in một like và một đăng ký kênh nha mọi người nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em An sớm để mà theo dõi được những cái lô đất đẹp, những lô đất mà giá rẻ nhất nha anh chị nha. Mọi người hãy cố gắng ủng hộ em một like, một đăng ký kênh, một share anh chị, một chia sẻ để mà cái kênh của em nó ngày càng phát triển. Và lần cuối thì cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã luôn đồng hành ủng hộ cái kênh YouTube của em An. Chúc tất cả quý cô chú anh chị có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video lần sau. Em An xin chào.